Bạn có nhu cầu mua ác Free Fire, ác Liên Quân, thử vận may uy tín giá rẻ, hãy đến với rikaki.vn, trang web hợp tác chính thức với Rikaki Gaming. Ok, xin chào anh em đã trở lại với Ria kia mình. Và hôm nay thì bên Ana Free Fire đã bổ sung thêm sự kiện dành cho cái đó là cái sự kiện 27 tháng 3 chung tay nhận quà, và đó là sự kiện gọi bạn trở lại. Vâng, sự kiện gọi bạn trở lại thì có lẽ nhiều bạn đã biết làm rồi, bởi vì là khi hôm nay mà mình đăng nhập vào trong tài khoản của mình ấy thì mình đã thấy là có rất nhiều bạn đã nhập ID của mình vào trong cái phần gọi bạn trở lại. Rất cảm ơn các bạn đã giúp mình đấy, để lấy đó là cái mũ đầu đất anh em ạ. Đấy, anh em quả thấy mũ đầu đất đâu. Và phần quà của chúng ta hôm nay khi mà gọi mà một bạn người bạn trở lại đó sẽ là mũ đầu đất đấy, khuôn mặt khù khờ, tâm hồn thánh thiện. Ngoài ra chúng ta sẽ nhận thêm những hộp khiên vàng cũng như là những cái vé ông quay màn kim cương, và vé ông quay màn kim cương này có hạn đến tận 31 tháng 5 cơ. Đấy, banana này hơi sông xanh. Đấy, quả mũ đầu đất, cái mũ này hồi xưa cũng mua được. Đấy, mũ này hồi xưa mua được, không có gì khó khăn cả. Và để làm cái nhiệm vụ này thì anh em cần một cái tài khoản mà không chưa đăng nhập vào trong game 14 ngày nhá. Đấy, ví dụ như cái tài khoản Rikaki này của tôi đấy, cái tài khoản phụ này tôi thì 14 ngày rồi chưa đăng nhập đó, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ chúng ta sẽ có thể kêu gọi. Khi mà chúng ta tự kêu gọi chúng ta sẽ nhận được đó là phần quà, đó là 5 hộp khiên vàng cộng thêm với 3 vé ông quay mắn. Ở đây nếu mà tài khoản bạn 14 ngày rồi chưa vào game thì nó sẽ có thêm mục kêu gọi, bạn có thể nhập ID của một người bạn muốn mời vào đấy. Thì nói chung là các bạn cứ mượn điện thoại hỏi xem là chú hàng xóm hay cô đầu ngõ các kiểu có ai lâu rồi không chơi Free Fire không, nhưng mà tốt nhất là các bạn nên tạo ra đâu đó khoảng 7 cái tài khoản clone trở lên. Đấy, đấy, ví dụ vừa rồi tôi nhập ID thành công rồi. Ví dụ như bạn nên lập 7 cái tài khoản phụ, sau đó thì bạn cứ vứt đấy thôi. Đấy, ví dụ như bạn lập 7 cái email, xong rồi từ 7 email đấy bạn lập 7 cái tài khoản Free Fire phụ để phục vụ cho những cái sự kiện bạn cũ trở lại này, nó rất là dễ dàng. Đấy, cái này thì mình cũng đã hướng dẫn các bạn khá là nhiều lần rồi. Tuy nhiên thì mỗi lần mà chúng ta có cái sự kiện gọi bạn trở lại này ấy, thì nhiều bạn lại thắc mắc là làm sao mà để có thể làm cái này. Thì cứ đơn giản là các bạn cứ lập 7 cái tài khoản phụ bằng 7 cái thư điện tử. Đấy, bây giờ Free Fire, ngày xưa Free Fire nó bắt đăng nhập bằng Facebook thì còn khó, mà bây giờ Free Fire cho đăng nhập bằng Gmail hoặc là Twitter, tạo Twitter rất là nhanh luôn. Đấy, thì các bạn có thể tạo một cái app xong các bạn vứt đấy thôi. Chỉ khi nào mà có sự kiện gọi bạn trở lại thì các bạn vào bạn đăng nhập để mà lấy quà. Đấy, sự kiện hộp khiên vàng. Nếu hộp khiên vàng này thì đồ nào bạn đã sở hữu rồi nó sẽ không mở ra nữa. Đấy, ví dụ các bạn đã có đồ rồi thì nó xác suất nó sẽ mở ra cái đồ vĩnh viễn là 100%. Đấy, tươi không anh em? Khá tươi. Ok con dê. Đấy, bây giờ mình sẽ quay trở lại cái tài khoản chính của mình. Tài khoản chính của mình cũng đã nhận được đó là cái hộp khiên vàng rồi. Và thực ra thì mình cũng đã có hết tất cả đồ trong cái hộp khiên vàng này rồi, nên bây giờ mở ra cũng chỉ là thẻ quy đổi mà thôi. Đấy, ok con dê. Chúc là cái sự kiện này theo tôi đấy đánh giá là cũng khá tươi. Đấy, sự kiện này theo tôi đánh giá cũng khá ổn anh em nhá. Nó không có gì khó khăn cả. Và cái sự kiện này thì nó cũng khá là dễ dàng đấy. Nhìn quả hộp, nhìn quả mũ đầu đất, trông đầu đất thật sự anh em ạ. Đấy, đây cái này bởi vì mình đã có cái bộ này rồi. À, thực ra mình đã có mấy cái bộ đồ lẻ rồi. Đấy, ví dụ như bộ học viên nham thạch các thứ có hết rồi, nên là nó sẽ mở ra bộ này vĩnh viễn. Đấy, mà bây giờ kể cả tôi mở bộ này thì nó cũng, tại vì tôi cũng đã có cái bộ anh chàng đang yêu rồi, bộ này nó cũng đẹp. Đấy, thì không biết là có bạn nào mở ra được mấy cái đồ vĩnh viễn ở trong cái bộ này hay không. Đấy, có 5 bộ tử thần rồi gói buya. Đấy, khi mà các bạn đã sở hữu mấy cái đồ 3 ngày 7 ngày vĩnh viễn này hết rồi ấy thì bạn sẽ mở ra toàn đồ vĩnh viễn thôi. Nhưng mà mấy cái này tôi cũng có hết rồi anh em ạ. Đấy, mấy gói mị miếc, nói chung là đây toàn những cái đồ cũ mà chúng ta đã từng có trong Arena Free Fire. Thế nên là chúng ta cũng không có thế nên là ví dụ bạn nào đã có rồi ấy, thì có lẽ không ham hố sự kiện này lắm. Nhưng mà ví dụ bạn nào chưa có ấy, cũng có thể thử vận may với cái sự kiện này. Ok, bây giờ chúng ta thử đi test cái mũ đầu đất. Này, trông của mũ đầu đất nó rất đầu đất không? Anh em trông nhân vật tôi trông đầu đất không? À, quá đầu đất luôn, đầu đất nhưng mà mình sẽ lấy đầu địch. Đấy, thanh niên nằm đây với chúng tôi. Thì cái mũ này nó cũng là một cái mũ mà ra mắt trong Ana Free Fire từ hồi lâu lâu rồi. Cái mũ này nó theo nó giống mấy cái tượng ở bên nước Anh, theo tôi nhớ không nhầm. Nó là như vậy. À, anh em thấy quả mũ trông rất đầu đất. Nhiều bạn hỏi là cái mũ này thì có dễ bị bắn headshot hơn không? Thì cái này tôi không rõ nữa, tại vì cái mũ này nó sẽ cao hơn cái đầu bình thường của chúng ta một tí. Đấy, không biết là có dễ bị bắn headshot hơn không, thì anh em nào mà có kinh nghiệm bị bắn headshot nhá, đấy, bằng cái mũ này thì anh em thử comment cho tôi. Tôi nghĩ là cái mũ này chắc ít người dùng. Thực ra thì cái mũ này tôi thấy ở bên server nước ngoài
ngoài thì anh em bên server nước ngoài hay dùng hơn, chứ còn ở server Việt Nam tôi thấy ít dùng cái mũ này lắm. Nhìn trông nó cứ ảo ảo, nhìn trông nó cứ ngốc nghếch anh em ạ. Thì đúng rồi, cái mũ này nó sinh ra tên nó là mũ đầu đất mà, chứ có phải là mũ đầu thông minh đâu. Đấy, anh em trông cái mũ này tôi nghĩ là nếu mà được thì sao là phối đồ mấy cái đồ bựa bựa, ví dụ mấy cái đồ da báo, là mấy cái đồ đồ nguyên thủy gì đấy, đấy mấy cái đồ kiểu đấy, thì nó sẽ thú vị hơn đấy. Chứ còn cái mũ này nói thật anh em, mà đi tán gái gái nó chê ngay. Ai hả, và cũng có Clolo ở dạo này. Clolo ở server Việt Nam rất là phổ biến nhá. Tôi phải công nhận với anh em, một cháo xin cái đầu ạ. Hết trọt này, trà sữa với chúng tôi à, đẩy vào à. Ây à, bắn trượt nhiều quá nhỉ. Nó gãy rồi, hay quá. Một cháo, ai da, cha, thịt tôi rồi anh em ạ, thịt tôi rồi. Uầy, cay đấy, căng đấy. Rồi, đồng đội mình vào làm đi, đồng đội mình cứ chậm gì. Ui, ông kia ném lựu trúng vào tường bom keo kìa. Thế tội chịu không, ông ném lựu thế, chết. Ui, sao hay quá, pha đột kích, địch có đứng im cho bạn bắn nữa. Địch có đứng im cho mày bắn, hay quá. Đấy, ui, mày dân ta. Ui, mày tên hay nhá. Vâng, dân ta phải biết sử ta đấy, cho tường gốc tích gốc nước nhà Việt Nam. Anh em năm nay học cấp 3 là thi sử đúng không? Anh em năm nay thi vào cấp 3 là thi sử, vâng, toang. Tôi biết là nhiều anh em không quan tâm lắm đến môn lịch sử đâu, nhưng mà đấy cũng là một môn học rất là quan trọng nha anh em nhá. Đấy, bạn nào năm nay học lớp 9 là thi vào lớp 10, nhưng theo tôi biết là phải thi ngoài 3 môn chính, mà thi môn thứ tư môn lịch sử ấy. Ôi, không biết là anh em biết lịch sử đến bao nhiêu. Ngày xưa tôi đi học tôi cũng không phải là am hiểu môn lịch sử lắm đấy, tôi hay bị nhớ nhầm các sự kiện, lộn từ cái sự kiện này sang sự kiện khác. Đấy, nhưng mà cái việc mà học lịch sử cũng là rất là quan trọng nha anh em nhá. Học lịch sử rất quan trọng để mình biết được cái truyền thống, những cái lịch sử của nước nhà đấy, lịch sử nước nhà, lịch sử thế giới, những cái mốc thời gian quan trọng. Đấy, quan trọng lắm, nói chung là rất quan trọng, anh em phải học lịch sử đi. Anh em không học lịch sử thì trượt thì chết. Đấy. Ok, mà pha đẩy lên đến từ vị trí của Rikaki Gaming, streamer gà nhất Việt Nam. À, đâu rồi. À, cái đầu này không phải cái tượng ở Anh, tôi nhớ nhầm anh em ạ. Cái tượng này hình như là nó ở đảo Hawaii cơ. Đấy, tôi không nhớ chính xác lắm, nhưng tôi biết là như vậy. Như địch AFK đứng ở trong nhà party với nhau kìa. Trời ơi, đứng trong nhà làm gì bạn ơi? Trời ơi, hai bạn đứng trong nhà làm cái gì với nhau thế này? Trời ơi, lại phải ăn hai mạng rồi, nhẹ nhàng như đẩy xe hàng. Chán nhờ. Vâng, chơi kiểu buồn nó quýt ạ. Và chơi kiểu nó chưa mất niềm tin anh ấy, bên bạn dẫn 3-0 rồi mà để team mình lật lại, tôi buồn thế nhỉ. Vâng, chán thật sự đấy. Trời ơi, anh em mình thấy quả đầu đất tôi chất ạ. À, nấp ở đấy này. Nói chung khẩu này bắn xa nó hơi yếu, hay khẩu này bắn xa nó hơi yếu như con cuốn chiếu. Trông quả đầu đất thì chết thật sự luôn. Nói chung là đây cũng là một trong đầu khá thú vị trong Arena Free Fire. Hôm nào tôi sẽ làm một cái video top 10 về những cái đầu mà trông có đầu đất nhất trong Arena Free Fire. Anh em thấy ổn không? Đấy, anh em thấy làm những cái đầu mà đầu đất nhất nghe vậy ổn không anh em? Quá ổn luôn. Ok, chuyển qua thông tin tiếp theo, trận này win chặt rồi. Đó là ngày hôm qua thì bên Gala cũng đã thông báo đó là cái chuỗi sự kiện 27 tháng 3. Tuy nhiên thì họ có tung ra hẳn một cái video để nói về chi tiết, và trong đó có một sự kiện mà mình nghĩ là nó sẽ tương đối gây hoang mang cho anh em khi mà anh em tham gia. Ok, đây là cái video về 27 tháng 3 góp sức nhận quà bên Gala Free Fire. Chúng ta biết là chúng ta sẽ có rất là nhiều thứ vĩnh viễn, miễn phí, ví dụ như là cái bộ đồ nhịp điệu sống động. Tuy nhiên thì cái sự kiện nhịp độ, cái sự kiện góp sức hốt quà free thì chúng ta chỉ được chọn một trong ba trang phục thôi. Ở đây bên Nga nào ghi là chọn ngay thì tất nhiên là ai cũng sẽ chọn cái bộ nhịp điệu bùng nổ rồi, chứ ai điên mà đi chọn hai bộ chiến giáp hậu thế hai bên đúng không anh em. Đấy, và khi mà chúng ta có cái này thì chúng ta sẽ có một sự kiện đó là chúng ta tự share cái link, mà chúng ta share link chéo với bạn thì chúng ta sẽ được nhận cái phần trăm giảm giá cao hơn. Đấy, thì cái này nếu mà bạn nào mà đánh liên quân ấy, các bạn sẽ thấy cái này rất là quen thuộc. Đấy, tại vì bên Liên Quân nó hay có sự kiện góp sức hốt quà này, tức là ví dụ như là bạn cứ làm nhiệm vụ thì bạn sẽ có thêm một lượt share hoặc một lượt chéo link, thì ví dụ có ai ấn vào cái link của bạn ấy thì bạn sẽ được giảm giá mua cái trang phục này. Nhưng mà như vậy thì cái trang phục này tôi không biết là nó có giảm giá đến 100% không, có thể chúng ta vẫn mất một ít kim cương để chúng ta nhận được. Đây, tôi sẽ tua chậm lại cái này để cho anh em xem.
đây bên Nga nào ghi nhá, từ ngày 22 tháng 3 đến ngày 1 tháng 4 đấy, chọn ngay thì chắc chắn là chúng ta chỉ được chọn một trong ba bộ thôi đấy, chứ chúng ta sẽ không được chọn giảm giá các ba bộ, tức là cái này thì chúng ta sẽ chỉ lấy một trong ba bộ. Cái này nó không phải toàn, không phải vote toàn server, mà cái này mình chọn nó cá nhân mình, thì đầu tiên chúng ta sẽ chọn một trong ba cái trang phục này đấy, chọn một trong ba trang phục này. Sau đó thì chúng ta ví dụ nhá, tôi sẽ chọn cái bộ trang phục bùng nổ ở giữa, thì khi mà chúng ta chọn ấy thì nhân vật chúng ta sẽ bị gắn với cả cái trang phục này. Sau đó ấy, thì nó sẽ có những cái link, những cái mã copy chéo link để cho chúng ta có thể chia sẻ. Ở đây chúng ta sẽ có hai cái, đó là nhờ bạn giảm giá đấy, nó sẽ có một cái đường link để chúng ta copy, và khi mà chúng ta giúp bạn click vào cái link đó, chúng ta sẽ giúp người bạn của mình được giảm giá đấy. Hàng ngày giúp bạn 3 lần sẽ nhận được một lần tự giảm giá đấy. Chúng ta ấn vào link của 3 người bạn thì chúng ta sẽ nhận được thêm một lần tự giảm giá, và chơi game hàng ngày thì sẽ nhận lượt giúp bạn đấy. Thì cái sự kiện này nó khá là hơi lằng nhằng một tí, cái này nó sẽ hơi lằng nhằng một tí nhá, và mình không biết là cái này nó có sẽ giảm giá đến 100% được hay không đấy, nhưng mà giá gốc nó sẽ là 1399, tức là ai mà không làm nhiệm vụ ấy thì sẽ phải mua với giá 1399. Còn nếu mà ai mà làm nhiệm vụ share link đấy, copy chéo link, những cái này các bạn nên tạo một cái nhóm để ấn chéo link cho nhau đó, thì khi cái sự kiện này ra mắt thì mình cũng sẽ làm minh họa cho các bạn chi tiết hơn. Còn cái này chỉ là cái ảnh đến từ bên Ghana thôi. Ok, và đó là thông tin của mình mang đến cho anh em trong video này, và nếu như đây là lần đầu tiên anh em đến với kênh của Ria Gaming, đừng quên để lại mình một like, một subscribe. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau. Bye bye.